máy cà thẻ của bên công ty Mac USA. Thì bao nhiêu năm qua anh đã sử dụng hệ thống này thì anh cảm nhận như thế nào? Mac USA này service rất là good, cái giá thành rất là low. Tại vì trước đây mình đã sử dụng qua coi như là 4 công ty rồi, nhưng mà những cái công ty kia không có công ty nào better hơn cái công ty này hết á. Cái công ty này á, là họ service rất là good, giấy thì free, mà bất cứ có chuyện gì trục trặc mình gọi một cái là họ service mình ngay lập tức. Nên đó là tôi rất là happy với cái công ty US Mac này. Cái lãi suất của cái này rất là thấp so với lại những hãng khác. Hãng khác thì họ có thể lúc đầu họ cho mình thấp nhưng sau đó họ sẽ lấy mình lên cao mà mình không có biết được trong cái đó. Với Mac USA có lẽ rằng là cái công ty mà làm cho tôi happy nhất từ trước đến nay. Thì có lẽ tôi sẽ giữ với họ có lẽ là một cái thời gian forever. Quý vị không nên chọn những công ty máy cà thẻ, máy PS giá rẻ, mà nên chọn một công ty có uy tín, trách nhiệm và giá rẻ. Xin hãy gọi cho công ty Mac USA 1888 873 7798. Xin trân trọng kính chào.